Mến chào cô chú anh chị, tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Núi Đá Vòng Cao. Và ngày hôm nay thì em Dương cũng có gọi em Bình giúp chở đồ đi vào trong này cho em Dũng mồ côi cô chú anh chị. Đấy, chào anh Ná nhé. Đấy, đây là anh Ná và đây là em Dương. Em lấy cái này để vào trong nhà đi. Xin chào các cô chú. Hôm nay thì là em Dương rất là nhiều đồ thì có nhờ anh Núi Đá Vòng Cao là qua đây để chở ít đồ cho gia đình anh Ná. Đấy. Thì cũng có thể là trong thời gian này thì em Dương cũng có rất là nhiều việc thì cũng sẽ nhờ anh Bình nhiều nữa. Đấy, thì ngày hôm nay thì hai anh em Bình với em Dương cũng mang đồ vào đây của các mạnh thường quân ấy. Thì em Bình cũng giúp em Dương chở đồ cho em Dũng. Chào em Dũng nhé. Đấy, em Dũng thì bây giờ cũng về ở với anh Ná nhỉ, em Dương nhỉ. Ừ. Ở với anh Ná là có chỗ ngủ rồi. Ngủ ngon hơn rồi nhỉ. Còn đi đi xem Dương ngủ với anh. Ngày trước là em Dũng là ở trong cái túc liều rất là đáng thương đấy cô chú ạ. Cũng có em Dương ấy vào đây làm cầu nối thì cũng giúp đỡ cho em Dũng ấy. Thì các cô chú các nhà hảo tâm cũng gửi được quà, những phần quà rất là ý nghĩa đang ở đây. Lát nữa thì em Dương sẽ trao cho em Dũng. Thì em Bình vào đây thì em mình cũng sẽ xin chia sẻ một chút phim về ngày hôm nay, đó là đi trao quà cho em Dũng. Em Dũng thì rất là hiền lành nhé cô chú anh chị ạ, rất là hiền, rất là đẹp trai nhỉ. Hôm nay gia đình anh Ná làm gì á? Hôm nay làm gì á? Làm nương. Làm nương. À, làm nương. Hôm nay là đi làm nương. À, đi làm nương. Nhà mình tự làm hay là đi nhờ người ra hộ nữa? Đi 2-3 người cùng em làm. À, cùng anh làm à? Ừ. Em là em thôi. Đấy, anh là anh rồi nhé. Trong này là hai thùng quà rất là nặng đấy cô chú ạ. Em Dũng là có bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Có 14 rồi. 14. 14 tuổi rồi đấy cô chú ạ. Em Dũng thì không có bố mẹ. Em Dũng là em mồ côi, bây giờ là cũng đã dỡ túc liều như là giờ cái ngôi nhà của em Dũng rồi. Bây giờ thì sẽ về ở cùng với anh Ná ở trong thời gian này nhé. Thế về đây rồi thì ở đây thì có thấy vui không? Vui mà. Rong xếp rồi à? Giờ nhưng mà rong mất chặt bử, rong vừa rồi à? Mất chặt bử thì rong xếp. Em Dũng thì cũng không nói được tiếng phổ thông lắm cô chú ạ. Nói thì em Dũng hiểu, nhưng mà em Dũng nói thì em Dũng không nói được mấy. Rất là đẹp trai. Không bỏ bên kia còn vào được rồi. Đấy, chị cho các cháu nhỏ ăn. Còn cho cái bên này nữa. Cháu xin chú nhé. Còn em bé này sẽ có nhỉ. Hello mà. Mày lấy hết cho nhé. Còn nhau ăn. Ăn xong chia nhau ăn nhé. Thưa cô chú anh chị, bây giờ thì cũng đã trao xong phần quà rồi. Thế thì em Dũng cũng giúp chị để mà gấp lại cái tấm bạt.
Cảm ơn cái cổng chứ. Thưa cô chú anh chị, thì bây giờ thì em Bình cũng như là em Dương cũng vào đây rất là lâu, cũng như là cho quà rồi. Thì bây giờ thì sẽ chuẩn bị để đi về. Thì chào em Dũng nhá. Chào em Dũng với lại chào anh Ná. Bây giờ hai anh em đi về đây nhá. Xin chào nhá, bắt tay một cái cho tình cảm. Này, bắt tay nhá. Gia đình ở nhà thì một tí đi lấy cỏ bò hay là đi làm gì hay là đi chặt củi hay là đi gánh củi vác củi thì cẩn thận nhá. Vâng. Thế chào em Dũng nhá. Vâng, chào anh. Ừ. Vâng ạ. Bây giờ thì em mình với lại em Dương sẽ đi về. Bây giờ thì em Bình với lại em Dương cũng đã về đến chỗ để xe rồi. Thì ngày hôm nay vào đây thì cũng cùng em Dương vào đây để mà chờ quà vào đấy, thì em mình cũng rất là vui. Đấy, bây giờ thì cũng khá là muộn rồi nhé cô chú anh chị ạ. Đấy, thì bây giờ thì có lẽ là em mình cũng xin phép khép lại cái video của em mình tại đây. Rất là cảm ơn tất cả cô chú anh chị đã theo dõi cái thức phim ngắn này của em mình. Em mình xin trân trọng cảm ơn rất là nhiều ạ. Đấy, xin chào em Dương nhá. Đấy, bây giờ là anh em sẽ đi về. Còn bây giờ là xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị trong những cái video tiếp theo. Trên kênh Núi Đá Vùng Cao, xin chào.